Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta hãy cùng đến với trận đấu ở loạt trận thứ nhất bảng D giữa Việt Nam và Iraq. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20:30 ngày 8 tháng 1 trên sân JS Sports City. Thưa quý vị và các bạn, đến lúc này thì đội tuyển Việt Nam hiện vẫn đang duy trì được phong độ rất cao kể từ sau khi đăng quang trước vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Trong cuộc thử lửa cuối cùng trong vòng chung kết Asian Cup năm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò đã vượt qua Philippines với tỷ số ấn tượng là 4-2, qua đó có được 18 số trận bất bại liên tiếp. Trong khi đó thì Iraq cũng đang có sự chuẩn bị khá tích cực cho sân chơi châu lục. Đội bóng Tây Á này đã giành một chiến thắng, 2 trận hòa và 4 trận thua gần đây nhất, ghi được 3 bàn và thủng lưới 6 bàn. Theo nhận định chung của giới chuyên môn, do bị đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng D, nên mục tiêu thực tế của đội tuyển Việt Nam là vượt qua vòng bảng với vị trí của 4 trong số 6 đội hạng 3 có thành tích cao nhất. Và muốn như vậy thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ít nhất là phải cầm hòa được đội tuyển Iraq ở trận đấu khai màn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đội hình dự kiến của cả hai đội. Thưa quý vị, đây là đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ chơi với tiền đạo Tiến Linh, Văn Đức và Quang Hải trên hàng công. Hỗ trợ phía sau các anh đó là Đức Huy và Huy Hùng ở hàng tiền vệ. Còn hai cánh của chúng ta như thường lệ vẫn là Văn Hậu và Trọng Hoàng. Bộ ba chơi ở hàng phòng ngự sẽ là Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh cùng với thủ thành đó là Đặng Văn Lâm. Trong khi đó bên phía đội tuyển Iraq là họ sẽ chơi với hai tiền đạo đó là Husni Faisal cùng với Kara. Ba tiền vệ của họ là Shentang, Bonyan và Naous cùng với hai hậu vệ cánh là Abdullah Salim, và họ cũng chơi với ba trung vệ đó là Atiya, Putros và Natik. Thủ thành của họ là Hachim. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những gương mặt có thể có nói là đáng quan tâm của hai đội bóng này. Thưa quý vị, bên phía đội tuyển Việt Nam đương nhiên rồi, đó là Quang Hải. Ngôi sao được đặt nhiều kỳ vọng nhất của đội tuyển Việt Nam đã trải qua một năm tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển U23, Olympic và đội tuyển quốc gia. Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã giành được quả bóng vàng cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2018. Tại Asian Cup 2019 thì Quang Hải cũng được chọn là một trong 10 gương mặt trẻ có thể tỏa sáng. Còn bên phía Iraq thì họ cũng có một ngôi sao rất đáng chú ý, đó là tiền đạo Ahmed Yassin Ghani, khoác áo câu lạc bộ Ankhor của Qatar vào cuối tháng 7 năm 2018. Dù vậy chỉ sau thời gian ngắn thì cầu thủ này đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản để tập trung cùng đội tuyển Iraq tham dự Asian Cup 2019. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tỷ lệ của trận đấu sắp tới. Thưa quý vị, tỷ lệ của chúng tôi mới cập nhật đó là đội tuyển Iraq sẽ chấp đội tuyển Việt Nam một hòa. Đội tuyển Việt Nam không có quá nhiều lợi thế nếu như là xem xét về lịch sử đối đầu của hai đội. Ở 3 lần gặp nhau thì Việt Nam chỉ có được thành tích là thua 2 và hòa 1. Điều này chứng tỏ sức mạnh của đội bóng Tây Á là không thể xem thường. Bên cạnh đó thì họ lại đang thi đấu khá ổn định với chỉ 2 trên 10 trận thua trên mọi mặt trận gần nhất. Nhưng không phải vì thế mà Iraq có thể đơn giản vượt qua Việt Nam ở lần chạm trán lần này. Với tỷ lệ chấp một hòa thì theo tôi chọn đội tuyển Việt Nam sẽ là an toàn hơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tỷ lệ tài xỉu của trận đấu tới. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu chúng tôi mới cập nhật đó là 21/4. 3 lần gặp nhau thì Iraq ghi được tổng số là 4 bàn. Còn Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 1 bàn. Iraq ghi bàn thắng ở cả 3 trên 3 trận đấu, trong khi đó thì Việt Nam có đến 2 trên 3 trận không thể ghi bàn. Tuy nhiên đó là quá khứ, còn đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này đã hoàn toàn khác. Càng bị đánh giá thấp thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo càng cho thấy họ đã có những sự chuẩn bị cho các phương án bất ngờ. Và theo tôi trận đấu này với dự đoán của cá nhân tôi sẽ khép lại với tỷ số là 1-1. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.